Các bạn đang nghe sách nói từ phusanốt.com. Đạo Đức Kinh, chương 1, Thể Đạo. Phiên âm: Đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu. Cố thường vô dục dĩ quan kỳ diệu, thường hữu dục dĩ quan kỳ kiếu. Thử lưỡng giả đồng xuất nhi dị danh, đồng vị chi huyền, huyền chi hữu huyền, chúng diệu chi môn. Dịch xuôi: đạo mà có thể gọi được không phải là đạo thường, hằng cựu. Tên mà có thể gọi được không còn phải là tên thường, hằng cựu. Không tên là gốc của trời đất, có tên là mẹ của muôn vật. Cho nên thường không có dục để nhìn thấy chỗ vi diệu của mình, thường có dục để nhìn thấy chỗ giới hạn công dụng của mình. Hai cái đó cùng một nguồn gốc nhưng tên khác nhau đều gọi là huyền nhiệm. Cái tối ưu huyền nhiệm ấy chính là cửa phát sinh ra mọi điều huyền diệu. Chương 2: Dưỡng thân. Phiên âm: Thiên hạ giai chi mỹ chi vi mỹ, tư ác dĩ. Giai chi thiện chi vi thiện, tư bất thiện dĩ. Cố hữu vô tương sinh, nan dị tương thành, trường đoàn tương hình. Cao hạ tương khuynh, âm thanh tương hòa, tiền hậu tương tùy. Thị dĩ thánh nhân xử vô vi chi sự, hành bất ngôn chi giáo. Vạn vật tác yên nhi bất từ, sinh nhi bất hữu, vi nhi bất thị, công thành nhi phất cư. Phù duy phất cư, thị dĩ bất khứ. Dịch xuôi: thiên hạ đều biết đẹp là đẹp, thế là xấu vậy. Đều biết tốt là tốt, thế là không tốt vậy. Bởi vì có không sinh ra nhau, dễ khó thành tựu lẫn nhau, ngắn dài tạo thành lẫn nhau, trên dưới lộn lạo ra nhau, thanh âm hòa hợp với nhau, sau trước theo nhau. Cho nên thánh nhân dùng vô vi mà xử sự, dùng vô ngôn mà dạy dỗ. Vạn vật hoạt động mà vẫn im lìm, sống động mà không đòi quyền sở hữu, lao tác mà không cậy công, công thành mà không lưu luyến. Không lưu luyến nên mới không mất. Chương 3: An dân. Phiên âm: Bất thượng hiền, sự dân bất tranh, bất quý nan đắc chi hóa, sự dân bất vi đạo, bất kiến khả dục, sự dân tâm bất loạn. Thị dĩ thánh nhân chi trị, hư kỳ tâm, thực kỳ phúc, nhược kỳ trí, cường kỳ cốt. Thường sử dân vô chi vô dục, sở phù trí giả bất cảm, bất cảm vi dã. Vi vô vi, tắc vô bất trị. Dịch xuôi: không sủng thượng hiền tài, khiến cho dân không tranh, không quý của khó được, khiến cho dân không trộm cướp, không phô trương những gì kích thích lòng ham muốn, khiến cho lòng dân không loạn. Vì vậy, phép trị nước của thánh nhân là làm cho dân chống lòng, no dạ, yếu trí, mạnh xương, thường khiến cho dân không biết, không ham, khiến cho kẻ trí không dám làm gì cả. Làm theo phép vô vi, thời không gì là không trị. Chương 4: Vô nguyên. Phiên âm: Đạo sung nhi dụng chi hoặc bất doanh, uyên hè tự vạn vật chi tông, tỏa kỳ nhuệ, giải kỳ phân, hòa kỳ quang, đồng kỳ trần, chạm hè tự hoặc tồn, ngô bất chi, thủy chi tự, tượng đế chi tiên. Dịch xuôi: đạo rỗng không mà dùng không hết, đạo sâu xa man mác tựa hồ như là tổ tông vạn vật, làm nhụt bén nhọn, tháo gỡ rối rắm, pha trộn ánh sáng, hòa mình cùng bụi rậm, trong trẻo thay tựa hồ trường tồn. Ta không biết đạo con ai, hình như có trước thiên đế. Chương 5: Hư dụng. Phiên âm: thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cậu. Thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính vi xô cậu. Thiên địa chi gian, kỳ do thác thượng hồ. Hư nhi bất khuất, động chi dũ xuất. Đa ngôn số cùng, bất như thủ trung. Dịch xuôi: trời đất không có lòng nhân, coi bách tính như chó rơm. Thánh nhân không có lòng nhân, coi bách tính như chó rơm. Khoảng trời đất giống như ống bể, trống không mà không hao kiệt,
càng động hơi càng ra, nói nhiều cũng chẳng hết, thà giữ lấy chung. Thành tượng. Phiên âm: Cốc thần bất tử thị vị huyền tận, huyền tận chi môn thị vị thiên địa căn, miên miên nhược tồn dụng chi bất cần. Dịch xuôi: Cốc thần bất tử đó là huyền tận, cửa huyền tận chính là gốc rễ trời đất, miên man trường tồn dùng không bao giờ hết. Chương 7: Thao quang. Phiên âm: Thiên trường địa cửu, thiên địa sở dĩ năng trường thả cửu giả, dĩ kỳ bất tự sinh, cố năng trường sinh. Thị dĩ thánh nhân, hậu kỳ thân nhi thân tiên, ngoại kỳ thân nhi thân tồn. Phi dĩ kỳ vô tư gia, cố năng thành kỳ tư. Trời dài đất lâu, trời đất sở dĩ dài lâu chính vì không sống cho mình, vì thế nên trường sinh. Vì vậy thánh nhân để thân ra sau mà thân ở trước, để thân ra ngoài mà thân còn. Phải chăng vì không riêng Tây nên vẫn thành được cái riêng Tây? Chương 8: Dị tính. Phiên âm: Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh, sử chúng nhân chi sở ố, cố cơ ư đạo. Cư thiện địa, tâm thiện uyên, giữ thiện nhân, ngôn thiện tín, chính thiện trị, sự thiện năng, động thiện thời, phù duy bất tranh, cố vô vư. Dịch xuôi: Bậc chọn lành giống như nước, nước khéo làm ích cho muôn loài mà không tranh giành. Ở chỗ mọi người đều ghét cho nên gần đạo. Ở nơi trốn, tâm hồn thời thâm trầm sâu sắc, giao tiếp với người một mực nhân ái, nói năng thành tín, lâm chính thời trị bình, làm việc thời có khả năng, hoạt động cư xử hợp thời. Chính vì không tranh nên không ai chê trách oán thán. Chương 9: Vận di. Phiên âm: Trí nhi doanh chi bất như kỳ dĩ, sủy nhi nhuệ nhi bất khả trường bảo, kim ngọc mãn đường mảng chi năng thủ, phú quý nhi kiêu tự di kỳ cữu, công thành danh toại thân thoái thiên chi đạo. Dịch xuôi: Giữ mà làm cho đầy mãi không bằng dừng lại, mài cho nhọn cho sắc không giữ được lâu, vàng ngọc đầy nhà chẳng thể giữ được, giàu sang mà kiêu căng sẽ tự vời tai họa, thành công thành danh rồi thời nên lui thân, ấy là đạo trời. Chương 10: Năng vi. Phiên âm: Tại doanh pháp bạo nhất năng vô ly hồ, chuyên khí trí nhu năng anh nhi hồ, dịch trừ huyền lãm năng vô tỳ hồ, ái dân trị quốc năng vô vi hồ, thiên môn khai hạp năng vô thư hồ, minh bạch tứ đạt năng vô chi hồ, sinh nhi xúc chi, sinh nhi bất hữu, vi nhi bất thị, trưởng chi bất tệ, thị vị huyền đức. Dịch xuôi: Năng vi làm được không? Có thể đem hồn phách ôm ấp lấy đạo không lìa xa chăng? Có thể giữ cho nguyên khí không tán loạn, giữ vẹn thiên chân, hoàn toàn theo được đạo trời, định luật trời đất như anh nhi chăng? Có thể tẩy trừ được trần cấu, giữ được cho gương lòng trong sáng không tì vết chăng? Có thể yêu dân trị nước mà vẫn vô vi chăng? Cơ trời mở đóng có thể thuận ứng như con mái chăng? Có thể sáng suốt mà như người vô tri chăng? Sinh dưỡng vạn vật sống mà vẫn như không có, làm mà không cậy công, khiến cho lớn mà không đòi làm chủ, thế là đức sâu xa vậy. Chương 11: Vô dụng. Phiên âm: Tam thập phúc cộng nhất cốc, đương kỳ vô hữu xa chi dụng, duyên thực dĩ vi khí, đương kỳ vô hữu khí chi dụng, tạc hộ dũ dĩ vi thất, đương kỳ vô hữu thất chi dụng, cố hữu chi dĩ vi lợi, vô chi dĩ vi dụng. Dịch xuôi: Ba chục căm hợp lại một bầu, nhờ chỗ trống không mới có cái dùng của xe. Nhào đất để làm chén bát, nhờ chỗ trống không mới có cái dùng của chén bát. Đục cửa lớn, cửa sổ để làm nhà, nhờ có chỗ trống không mới có cái dùng của nhà. Cho nên lấy cái có để làm cái lợi, lấy cái không để làm cái dụng.